Lấy củi chứ anh, giỡn qua anh. Nghĩ sao anh? À, sà cừ mà bỏ củi thôi chắc chết rồi. Má hồi trước bỏ không, hồi trước không biết bỏ chứ đi. Bán rẻ cho anh em. Giờ không ngu nữa. Đúng không anh? Giờ không ngu nữa. À, tôi đã
sinh hả? Dễ lắm nha anh em nha, cưa là phải đu về, không phải đu hay gì trên đơn giản đâu.